Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 30 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là 20 giờ và chúng ta đang có mặt trên đường Lý Thái Tổ thuộc địa phận quận 10 Sài Gòn. Bên phải là đường Hồ Thị Kỷ. Trong con đường này có chợ Hoa Sĩ lớn nhất Sài Gòn. Tuy nhiên chỉ vài năm trở lại đây thôi thì con đường này được mọi người biết tới là một cái khu ẩm thực rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mình. Khách du lịch cũng dần biết đến ngôi chợ này. Đây là tối cuối tuần nên ở trong chợ này đông lắm quý vị. Ngày thường thôi mà họ cũng bán bông quá trời. Bò bí ngọt, kẹo chỉ, rồi kẹo bông gòn. Phía trước là trường tiểu học Hồ Thị Kỷ. Đi thẳng thì quý vị sẽ vào chợ hoa, còn quẹo phải thì sẽ vào khu ẩm thực. Hôm nay hàng quán họ bán tràn đâu ở đây luôn, rất là nhiều. Cái trò này nay phổ biến ghê luôn, em thấy chỗ nào cũng có chơi. Hồi xưa chỉ có khách địa phương biết cái khu chợ này thôi vị, bây giờ khách nước ngoài họ biết nhiều lắm rồi. Cuối tuần cả gia đình dẫn nhau đi ăn. Ở trong đây nó rẻ vị, còn nếu mà đi nhà hàng hoặc những cái chỗ khác thì nó rất là cao. Tôm hùm họ bán cho con 200 hoặc 300 ngàn một con. Còn tính theo ký là 110.100 gram, là 1.100.000 một ký vậy. Đủ thứ nhiều sò ốc hến hết rồi.
Có cua, tôm hùm còn sống luôn nè. Nếu kỹ thì mua cái loại sống này kêu người ta chế biến này về. Hàu sữa nè, còn cái con ở trên hình như là con cầu gai hay là gọi là con nhum gì đó, mà nướng mỡ hành ăn rất là ngon. Em chỉ biết ăn thôi chứ cơm thì em không rành lắm. Nướng trong những cái chén này nó giữ nóng lâu ăn rất là ngon. Trong đây thì thiên đường màu lớn nguyệt rất là nhiều lắm. Ở trên là bằng lớn lắm. Dạ bà ngọt không em ơi? Thái vô ngồi đi chị ơi. Thái đi con, có bà ngồi nè con ơi. Bánh ngồi em ơi. Dạ mình đi mấy người à?
ba người mình ngồi phía này, mình ngồi một trong hai ngoài giúp chị được không, hay là mình muốn ngồi đây? Cô còn nấu trong cái bếp củi nữa, bây giờ ít chỗ nào mà ăn bếp củi giống như thế này, quý vị cực lắm. Chân gà sốt Thái và chân gà ngâm sả tắc. Cái món này giờ người ta bán nhiều lắm quý vị, đi đâu cũng thấy. Quay nữa không gái chứ quá đồng giá 10.000 cái. Cô này chỉ bán duy nhất là vịt lộn với lại trứng cút lộn thôi vậy. Mà đâu có bán đâu. Anh như bạn kem bơ đi bạn ơi. Anh bằng nước biển có đẹp. Kem bơ đi ạ, kem bơ chị ơi, kem bơ đi bạn ơi. Này là trà thuốc cam. Bây giờ ở trên đường phố Sài Gòn em thấy chỗ nào cũng bán cái loại này hết. Cái núi nó ra nó lấy chanh gửi mấy nó lại tham khảo trước cái lại gia đình nha, đồng giá 10.000 thôi gia đình ơi. Anh xong rồi làm mộng nha, để là anh chị ở đây nha, để anh chị tại đây nha. Sức bên này xíu. Đây là một trong những cái tiệm chè đầu tiên ở trong khu vực này nè. Tiệm này có lâu lắm rồi, rất là nổi tiếng. Hồi xưa thì cô chỉ bán duy nhất là chè Campuchia thôi. Nhưng bây giờ thì cô bán nhiều món hơn, nhưng mà cũng xuất phát từ Campuchia.
Em qua đây ngồi đi chị ơi. Chị vô nhà ngồi đi em ơi. Ở đây họ cũng đang bánh xèo nhưng mà trên bếp ga nha. Còn cô hồi nãy là cô nấu cái bằng cái bếp củi luôn. Giờ khách hàng họ rất là khó tính vậy. Giống như cùng nấu bánh xèo nhưng mà nấu trên bếp củi thì tâm khách hơn. Còn nấu trên bếp ga hay là cái gì đó hiện đại thì khách hàng họ lại không có thích. Chị ơi uống gì không chị? Chào bán cầu cho trái cây hạt lỏng. Kem bơ ở cái tiệm này rất là ngon nha. Vào đây em thích nhất là ăn kem bơ ở đây. Những cái hẻm này mình có thể đi thông qua bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ. $40,000.
40.000 là rẻ rồi vị. Bây giờ ở ngoài đường mà cái tiệm mà bình thường thôi cũng 50-60.000. Ốc khô hấp xả nè, nhìn cái nồi ốc khô rất là ngon luôn. Ốc hấp thì chỉ có ăn với mấy món gừng thôi, ăn với bất kỳ cái loại nào khác cũng không ngon. Cái này nước ngọt mà họ bỏ vô họ lắc lên cho nó thành giống như kem như vậy, ăn rất là vui. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, đi luôn đi gấp rồi. Con bò biển này lạ nha, em chưa ăn bao giờ mà cũng mới thấy họ bán đây thôi. Bánh cọt ở đây họ chiên lên chứ không phải là đổ bánh cọt giống như hồi xưa vậy, họ chiên giống như ở Vũng Tàu vậy. Yeah.
Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép quý vị được kết lại video trong khu vực này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố Công An thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh. Từ có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Salmon.